bạn Phương Hằng, bạn ấy hỏi: thưa bác sĩ, em đang được thai em được 31 tuần. Em mới tiêm mũi 1 COVID được 4 hôm. Vậy 2 hôm nữa em tiêm mũi 2 uốn ván được không ạ? Vì hơn 2 tuần nữa em lại tiêm mũi 2 COVID mà đợi tiêm xong 2 mũi COVID em lại không kịp tiêm uốn ván trước khi đi đẻ của tháng ạ. Em cảm ơn bác sĩ. Về tiêm phòng uốn ván thì cũng có công thức của nó. Tiêm phòng uốn ván thì người ta sẽ tiêm một hoặc hai mũi. Một mũi với những người đã từng tiêm trước đó dưới 10 năm. Tức là trước mình đã tiêm, trước mình có thai chẳng hạn, xong mình tiêm phòng hai mũi rồi. Thì bây giờ mình có thai lại thì mình chỉ tiêm một mũi thôi. Thế còn người sản phụ cũng chưa tiêm phòng bao giờ thì sẽ tiêm hai mũi. Số mũi là 2 và người ta yêu cầu hai mũi cũng cách nhau một tháng. Và cái mũi cuối cùng là phải cố gắng trước ngày đẻ 2 tuần. Thì cái cuộc đẻ đó sẽ được bảo vệ an toàn để phòng uốn ván. Đấy, như vậy nhé. Như vậy mình có thể tiêm sớm một chút thì tiêm muộn một chút như làm sao? Hai mũi cách nhau một tháng này và mũi cuối cùng trước ngày đẻ 2 tuần. Thế thì mình cứ tính toán như vậy để mình tiêm phòng uốn ván. Và thực ra mà nói, nếu mà chúng ta tiêm phòng uốn ván từ xưa nay thì tôi chưa thấy có một sản phụ nào tiêm phòng uốn ván khá là an toàn, rất là an toàn, chưa có một sản phụ nào nói rằng có tác dụng phụ của tiêm phòng uốn ván. Tuy nhiên, bản thân bất kể một khi tiêm cái gì vào con người chúng ta, kể cả nước cất hoặc là ống thực bổ, nó cũng là những cái đả kích nhất định, cũng quả kích nhất định đối với cơ thể và đều gây những cái tác động với hệ miễn dịch. Và chính vì vậy, nếu chúng ta phải tiêm vừa là phòng COVID vừa là phòng uốn ván thì chúng ta nên chọn lựa ưu tiên phòng COVID lúc này, bởi vì đấy là một cái bệnh cực kỳ nguy hiểm, cấp tính cho đường hô hấp, có thể gây tử vong cao. Còn uốn ván hiện nay thậm chí ở một số nơi mà một là chúng ta được tiêm phòng từ khi còn là con gái, trước khi mang thai, trước khi lấy chồng, người ta đã tiêm phòng uốn ván, hoặc là chúng ta sinh đẻ ở những cơ sở y tế mà không phải là quá tồi tàn, là đẻ ở dưới lán hoặc đẻ ở dưới những điều kiện có nha bào uốn ván, vì nha bào uốn ván không thể tồn tại ở những cơ sở mà nhà hộ sinh có nhà vệ sinh là khu trí tự ngoại thì không thể có nha bào nào tồn tại được cả. Cho nên là thực tế một số nước tiên tiến bây giờ người ta bỏ cái tiêm phòng uốn ván rồi. Chính vì vậy, nếu mà các bạn đã tiêm phòng COVID thì hãy ưu tiên mũi COVID trước, hãy ưu tiên mũi COVID trước cho đủ hai mũi và đúng cách. Chúng ta không nên tiêm quá gần nhau, cách nhau, như vậy cũng sẽ mệt hơn. Chúng ta hãy ưu tiên cái tiêm phòng COVID. Vâng. Như vậy thì bạn Phương Hằng và nhiều mẹ bầu khác đang trong một cái kiểu giống như theo hoàn cảnh như vậy thì chúng ta có thể có cái phương pháp và có cái cách lựa chọn hợp lý theo lời khuyên bác sĩ để đảm bảo sự an toàn sức khỏe của mình.